Thời gian qua, những lùm xùm tình ái của nhiều nữ diễn viên từ Trung sang Hàn đã tràn ngập khắp không gian mạng xã hội. Cư dân mạng ngán ngẩm khi hình tượng nữ cường tự lập bấy lâu mà họ đã xây dựng đều là giả dối. Cũng qua scandal lần này, cộng đồng mạng được dịp điểm lại một lượt những nữ cường thực thụ của giới showbiz Hoa ngữ. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu xem các mỹ nữ ấy là ai nhé. Mao Hiểu Đồng. Không hề quá lời khi nói rằng cuộc đời Mao Hiểu Đồng quy tụ đủ mọi yếu tố của một kịch bản phim nữ chủ bi kịch. Giới báo chí thường gọi tên Mao Hiểu Đồng cùng biệt danh mỹ nhân số khổ bởi những lý do như bị cha ruột vứt vào thùng rác khi còn nhỏ, bị người bạn trai mà cô yêu hết lòng phản bội, bắt gặp bạn trai ngoại tình ngay tại trận, bị trà xanh vu khống hãm hại. Mỹ nhân sinh năm 1988 vốn có một tuổi thơ bất hạnh khi bị chính cha ruột của mình đối xử tệ bạc. Mẹ cô bỏ học khi mới 16 tuổi và kết hôn với Lý Siêu, một người đàn ông rượu chè, bài bạc, nghiện ngập. Vì kiếm tiền bỉm sữa cho con, khi đang bụng mang dạ chửa, mẹ cô vẫn phải đi bán bánh trôi ở vỉa hè. Một lần không may vấp ngã, mẹ Mao Hiểu Đồng phải sinh non, từ đó nữ diễn viên ra đời. Khi biết đứa con đầu lòng là con gái, Lý Siêu tức giận bỏ đi, để lại người vợ mới sinh ở bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, trong một lần say rượu, Lý Siêu đem Mao Hiểu Đồng vứt bỏ ở một thùng rác ven đường. May mắn thay, mẹ cô đã phát hiện kịp thời. Năm Mao Hiểu Đồng 2 tuổi, mẹ cô ly hôn và một mình nuôi nấng con nhỏ, bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ nhận được 50 tệ, khoảng 180.000 đồng, tiền cấp dưỡng từ người chồng tệ bạc. Những tưởng cuộc đời bất hạnh của Mao Hiểu Đồng đã chấm dứt sau khi cô rời xa người cha tệ bạc và bước vào giới giải trí, thế nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Thời gian sau đó, cô vẫn dính rắc rối với người cha tệ bạc, tham lam, đòi hút máu con gái. Đáng buồn hơn, cô còn lận đận trong tình duyên khi bị bạn trai Trần Tường cắm sừng sau 2 năm công khai hẹn hò. Trần Tường đã ngang nhiên dẫn nữ diễn viên Giang Khải Đồng về nhà ngoại tình và bị Mao Hiểu Đồng bắt gian tại trận. Giữa tâm bão, người đàn ông tên Lý Siêu, cha ruột của Mao Hiểu Đồng đã lên sóng truyền hình bôi xấu nhằm hủy hoại sự nghiệp con gái, đồng thời đòi con gái phải cho 50 triệu tệ, khoảng 165 tỷ đồng. Sau này lật lại vụ việc, cộng đồng mạng phát hiện ra rằng chính tiểu tam Giang Khải Đồng là người đứng sau sắp xếp cho Lý Siêu lên án Mao Hiểu Đồng. Ngoài ra, cô ta còn chuốc thuốc vào ly nước của Mao Hiểu Đồng, khiến cô bị dị ứng và phải nhập viện. Đối với người cha tệ bạc, Mao Hiểu Đồng quyết không chấp nhận yêu cầu vô lý và đoạn tuyệt quan hệ với cha. Sau này, khi Trần Tường cháo trở tố cáo bạn gái cũ dàn xếp để đổ oan cho anh ta chuyện ngoại tình, tức nước vỡ bờ, Mao Hiểu Đồng đã tung file ghi âm, không chỉ thành công minh oan cho bản thân mà còn vạch trần bộ mặt hèn hạ của tình cũ. Sau khi chia tay với Trần Tường, Mao Hiểu Đồng rất ít khi nhắc tới chuyện tình cảm trước ống kính truyền thông. Hơn nữa, cô cũng chẳng hề lên tiếng oán trách tình cũ để thu hút sự chú ý. Thay vào đó, Mao Hiểu Đồng dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và có bước tiến mạnh mẽ sau thành công của bộ phim 30 Thôi Mà. Nữ diễn viên liên tục có nhiều bộ phim chất lượng được khán giả yêu thích trong 2 năm qua như Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, Vân Tương Chuyện, Vấn Tâm. Câu chuyện của Mao Hiểu Đồng đã khiến công chúng vừa xót xa cho cuộc sống khổ sở của Mao Hiểu Đồng, vừa thán phục trước sự mạnh mẽ, dứt khoát của cô gái tưởng như mong manh, yếu đuối này. Dương Mịch. Dương Mịch là gương mặt thường xuyên đóng chính trong những bộ phim nữ cường như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Hộc Châu Phu Nhân, Người Phiên Dịch. Ngoài đời, nữ diễn viên cũng nổi tiếng là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Dương Mịch có xuất thân và tính cách điển hình của một nữ cường kiểu mẫu trong tiểu thuyết. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch còn có thành tích học tập đáng để khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vào năm người đẹp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, dù không có thời gian ôn tập như các bạn đồng trang lứa vì bận rộn với lịch trình riêng, song Dương Mịch vẫn đạt điểm số 583 trên 750. Với số điểm đó, nữ diễn viên trở thành thủ khoa đầu vào của trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh năm 2005. Thậm chí, sau 4 năm học vất vả, Dương Mịch cũng xuất sắc tốt nghiệp với tấm bằng đại học đạt loại xuất sắc. Tuy có thành tích học tập không phải dạng vừa và thường xuyên thể hiện khả năng tư duy IQ và EQ đỉnh cao, nhưng vì trưởng thành trong gia đình có truyền thống hiếu học với các anh chị em và họ hàng đều đỗ trường Đại học Thanh Hoa, nên nữ diễn viên luôn bị trêu chọc là bé ngốc của cả nhà. Thậm chí, bác cả của Dương Mịch còn từng trêu chọc cháu gái của mình trước các sinh viên dù Tiểu Hoa Đán là thủ khoa của trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh. Quả thật, chính vì điều đó nên cô luôn được mệnh danh là quý cô vàng 10 của Cbiz vì xuất thân danh giá. Dương Mịch bắt đầu tham gia đóng phim từ năm lên 4 với vai cô con gái nhỏ trong phim Võ Trạng Nguyên Tô Khất Nhi của Châu Tinh Trì. Kể từ đó, Dương Mịch đã được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình với số lượng khá đều tay, trung bình mỗi năm 1-2 bộ phim. Được biết, khi xưởng phim thiếu nhi của Trung Quốc tổ chức một khóa học diễn xuất trên truyền hình dành cho trẻ em thì cha mẹ đã đăng ký cho cô theo học. Tuy nhiên,
Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp, Dương Mịch được biết đến với vai trò người mẫu tin. Năm 2003, Dương Mịch chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên qua bộ phim Hồng Phấn Thế Gia. Sau đó tạo được ấn tượng đầu tiên trong sự nghiệp của mình nhờ vai diễn Quách Tương trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 của đạo diễn Vu Mẫn. Sau đó, Dương Mịch cũng dần trở nên nổi tiếng hơn nhờ vai diễn mỹ nhân Vương Chiêu Quân trong bộ phim Vương Chiêu Quân Truyền Kỳ. Năm 2009, cô lại một lần nữa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với vai diễn Tuyết Kiến đóng cặp với Hồ Ca trong phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Năm 2011, bộ phim truyền hình Cung Tỏa Tâm Ngọc mang tới thành công rực rỡ cho sự nghiệp phim ảnh của Mịch. Bộ phim không chỉ cực kỳ hot ở thời điểm đó, mà vai diễn Lạc Tình Xuyên này còn là một trong những điểm sáng khó quên trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Bộ phim còn giúp Dương Mịch đạt được danh hiệu Nữ Hoàng Rating phim truyền hình năm 2012. Tưởng chừng Dương Mịch sẽ có một cuộc đời thật suôn sẻ, thế nhưng nữ diễn viên lại gặp khá nhiều lận đận trong chuyện tình cảm. Năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bén duyên cùng nhau khi hợp tác chung trong phim truyền hình Như Ý. Sau 3 năm tìm hiểu, cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng vào đầu năm 2014 ở Bali, Indonesia. Tháng 6 cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Thời kỳ mới cưới và còn mặn nồng, Dương Mịch và ông xã được xem là đôi vợ chồng kiểu mẫu của showbiz hoa ngữ. Tuy nhiên chỉ 2 đến 3 năm sau, Lưu Khải Uy vướng phải scandal đọc kịch bản đêm khuya với bạn diễn Vương Âu. Trong thời gian đó, Dương Mịch đã nhẫn nhịn chịu đựng những điều tiếng ồn ào, thậm chí nữ diễn viên còn nhiều lần lên tiếng tin tưởng chồng của mình. Cuối năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ chia sẻ tin tức tuyên bố ly hôn trong êm đẹp, cả hai cùng nhau chăm sóc con gái tiểu gạo nếp. Xuyên suốt quá trình từ khi kết hôn đến hậu ly hôn, gia đình của Lưu Khải Uy, đặc biệt là bố chồng cũ của Dương Mịch, Lưu Đan luôn tìm cách gây khó dễ cho cô. Ông ta liên tục lên sóng truyền hình chỉ trích, chê bai Dương Mịch. Thậm chí, ông ta còn lợi dụng tiểu gạo nếp làm cái cớ để nâng cao hình tượng người bố tốt của Lưu Khải Uy, biến Dương Mịch trở thành người mẹ không ra gì. Đối với hết thảy những điều tồi tệ này, Dương Mịch đều chịu đựng mà không lên tiếng phản kháng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 khi được hỏi về chuyện tình cảm, Dương Mịch đã trả lời phóng viên rằng: "Hóa ra tình yêu không quan trọng như tôi vẫn nghĩ, nó chỉ là một trong những loại thể nghiệm mà bạn sẽ trải qua trong cuộc đời mà thôi." Tựa như nữ chính tiểu thuyết sau khi trọng sinh, sau khi thoát khỏi cuộc ly hôn không êm đẹp, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng nhan sắc. Tài nguyên phim ảnh và thời trang của cô cũng ngày tăng lên, không chỉ vậy, cả danh tiếng, địa vị và tài sản của cô cũng đều vượt trội rất nhiều lần so với chồng cũ. Trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp của Dương Mịch, đã có biết bao nhiêu đàn em vụt sáng trở thành ngôi sao nhưng rồi cũng nhanh chóng lụi tàn. Thì Dương Mịch vẫn luôn là cái tên đình đám hàng đầu showbiz và là bà chủ quyền lực của giới giải trí xứ Trung. Với kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân, Dương Mịch được coi là cuốn sách mẫu lý tưởng khi luôn đưa ra những quan điểm đúng đắn về mọi mặt cuộc sống, khiến nhiều người phải tán dương và ngưỡng mộ. Triệu Lệ Dĩnh. Hệt như nữ chính của một bộ phim chính kịch kể về hành trình phấn đấu của thiếu nữ nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh là một tấm gương điển hình đi lên từ tay trắng. Có lẽ, có nhiều bạn đã biết rằng Triệu Lệ Dĩnh vốn chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường, gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật. Cô sinh ra ở tại cùng nông thôn Lang Phường, Hà Bắc. Triệu Lệ Dĩnh đã từng chia sẻ gia đình mình đều là nông dân, cha cô từng là một cảnh sát nhân dân ở đồn công an và mẹ cô là bán hàng trong một cửa hàng bách hóa. Mặc dù điều kiện tài chính của gia đình không mấy dư giả nhưng cô lại có được một tuổi thơ khá hạnh phúc. Khi trưởng thành, Triệu Lệ Dĩnh phải đối diện với áp lực cơm áo gạo tiền, cô gái trẻ chưa đầy 20 tuổi ấy đã phải đi làm rất nhiều công việc khác nhau. Từ bán hàng cho đến nhân viên phục vụ và văn thư, điều mà cô mong muốn chỉ đơn giản là kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Không theo học tại các ngôi trường đại học chuyên về nghệ thuật danh tiếng, Triệu Lệ Dĩnh chỉ tốt nghiệp cấp 3 tại trường kỹ thuật thông tin điện tử Lang Phường. Năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh tham gia vào cuộc thi tìm kiếm ngôi sao và giành giải quán quân trong đội của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, cũng từ đây cô chính thức bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, con đường thành danh của Triệu Lệ Dĩnh thật sự lắm chông gai khi cô chỉ là một người mới. Không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhan sắc thời điểm ấy cũng không nổi bật và cũng không có người đứng sau chống lưng và giúp đỡ cho. Trong suốt mấy năm liền, Triệu Lệ Dĩnh gần như đóng đô tại phim trường Hoành Điếm. Nữ diễn viên vật lộn đóng phim liên tiếp nhưng chỉ nhận vai diễn nhỏ, các vai phụ có thân phận thấp kém như A Hoàn hay Cung Nữ. Năm 2011, cô được công chúng chú ý nhiều hơn với vai nàng tình nhi trong Tân Hoàn Châu Cách Cách. Năm 2013, sự nghiệp của mỹ nhân họ Triệu rực sáng khi đảm nhận vai nữ chính Lục Trinh trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ, cùng với đó là vai ác nữ Lưu Ly trong phim điện ảnh Cung Tỏa Trầm Hương. Giai đoạn 2014 đến 2017, nữ diễn viên liên tục có các bộ phim ăn khách như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, Hoa Thiên Cốt, Lão Cửu Môn, Chu Tiên Thanh Vân Chí, Sở Kiều Chuyện.
Cũng từ đây, Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ hoàng rating, dẫn đầu làn sóng phim ngôn tình chuyển thể. Khi diễn xuất bị chê dập khuôn, chỉ dừng ở mức có thể diễn được phim thần tượng, Triệu Lệ Dĩnh đã tích cực thay đổi, thử thách bản thân ở những tác phẩm có chiều sâu hơn. Các vai diễn nữ chủ trong Minh Lan Truyện, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Ai Là Hung Thủ và Gió Thổi Bán Hạ đã giúp cô trở thành ngôi sao 8X có khả năng diễn xuất ấn tượng. Về cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong tác phẩm Tây Du Ký Nữ Nhi Quốc 2016 và chính thức dấy lên tin đồn phim giả tình thật khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim Minh Lan Truyện. Cuối năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh và nam diễn viên Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo đã làm thủ tục đăng ký kết hôn, chính thức là vợ chồng. Từ đây, cô cũng phải chịu nhiều định kiến của người đời khi trở thành nàng dâu hào môn. Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ diễn viên ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tuy vậy, tin đồn về việc Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vội vàng kết hôn vì nữ diễn viên lỡ mang thai cũng trở thành chủ đề bàn tán suốt một thời gian dài. Năm 2019, khi Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn chăm sóc con nhỏ thì Phùng Thiệu Phong dính tin đồn ngoại tình trong thời gian đóng phim Xa Nhà. Một cô gái là hot girl mạng đã tung ra những tin nhắn và úp mở chuyện mình hò hẹn với Phùng Thiệu Phong trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh ở cữ, đã trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Hoa ngữ vào cuối năm 2019. Trong khi Phùng Thiệu Phong lên tiếng phủ nhận thì Triệu Lệ Dĩnh lại chọn giải pháp im lặng. Năm 2021, sau nhiều đồn đoán về cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn trong hòa bình. Hiện tại, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy con trai. Mặc dù cuộc hôn nhân của cô bị đổ vỡ nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng quá nhiều tới sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi ly hôn, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim và làm đại diện cho nhiều nhãn hiệu. Nữ diễn viên không ngừng làm mới mình, phá bỏ hình tượng ngọt ngào đáng yêu và xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc thân quyến rũ và đầy năng lượng. Sự lột xác cả về ngoại hình và phong cách thời trang của Triệu Lệ Dĩnh nhận được lời khen của nhiều khán giả. Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hạng nhan sắc, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô tập trung vào những bộ phim mang tính nghệ thuật cao, đòi hỏi diễn xuất có chiều sâu nhằm khẳng định vị thế của mình. Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang là một trong những diễn viên được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ. Ngoài đóng phim, cô còn đầu tư kinh doanh, tham gia chế tác trong một số bộ phim và bắt đầu phát triển ở mảng điện ảnh. Nhìn lại cuộc đời của Mao Hiểu Đồng, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, công chúng không ngừng cảm thán trước nghị lực phi thường, sức sống mạnh mẽ bên trong những thân hình bé nhỏ, mảnh mai. Họ chính là những người đã truyền động lực, khiến chúng ta tin rằng mỗi một cô gái đều có thể trở thành nữ chính trong bộ phim nữ chủ của cuộc đời mình.